Đầu tháng 9 mà cái nghề truyền thống của mình thì nói chung là làm đây làm cũng lâu rồi, làm cũng 10 năm rồi. Xong rồi khi nở mình đem ra xay, xay xong rồi mình bỏ vô lò và dạo 5-6 tiếng nữa mới xong rồi. Rồi khi nở mình đem ra giả, giả khi nở mình đến ra cha cho mình xong rồi. Khi nở mình đem ra in, in xong mình đem ra lò sấy rồi quay, mình nở mình đóng vô bao vô bì được nữa. Trải qua 10 giai đoạn mới xong. Nói chung là sản phẩm nhiều thì được nhiều, sản phẩm ít thì được ít. Mình làm khoảng 3-40 bao thì lời khoảng 11-12 triệu chứ thôi. Đó. Khoảng dân nữa đủ tiêu 3 bao bữa tiệc thôi. Dạ, cái là họ mời ra học cũ.